Câu chuyện chú chim nhỏ lười biếng. Có một chú chim nhỏ được bố mẹ cưng chiều nên rất lười biếng. Hàng ngày ngoài việc ăn chơi và ngủ, chú chẳng làm gì cả. Một hôm các bạn chim rủ dê: "Chim nhỏ ơi, hãy học bay cùng với tụi mình đi." "Học bay để làm gì? Tớ có bố mẹ chăm sóc, bảo vệ rồi nên không cần học nữa đâu." Nói rồi chim nhỏ bỏ đi chỗ khác, lấy bánh trái ra ăn. Các bạn chim khác chỉ biết lắc đầu rồi kéo nhau đi học bay. Còn chú chim nhỏ vừa thưởng thức đồ ăn vừa lầm bầm: "Mình không ngốc khi có đồ ăn ngon mà lại không ăn, lại đi học bay những thứ vô bổ." Một tháng qua đi rất nhanh, các bạn chim đều đã biết bay. Chúng rủ nhau đến thăm chim nhỏ và ngạc nhiên khi thấy nó cực kỳ béo ú. Chim nhỏ thì chẳng quan tâm gì đến các bạn mà quay lưng lại tiếp tục ngủ. Thấy vậy, các bạn chim lần lượt bay đi. Lúc đó, có một con rắn núp trong tán cây hiện ra, thè cái lưỡi gớm ghiếc và bò từ từ đến chỗ chim nhỏ đang nằm. Chim nhỏ vẫn đang ngủ say nên không biết nguy hiểm đang dập dình. May sao các bạn chim nhỏ đang bay lượn trên bầu trời đó đã nhìn thấy cảnh tượng này, bèn xả nhanh xuống và la toáng lên báo động cho chú chim nhỏ: "Chim nhỏ dậy đi, mau bay đi thôi, có rắn kìa." Chim nhỏ giật mình tỉnh dậy, định vỗ cánh bay, nhưng do không biết bay nên đã rơi từ trên cây xuống đất. Các bạn của chim nhỏ nhanh trí cắp hai cánh của nó rồi bay đến nơi an toàn. Bị mất con mồi, rắn vô cùng tức giận. Sau khi hoàn hồn, chim nhỏ rất cảm kích ơn cứu mạng của các bạn, nhưng chợt nghĩ tới thái độ lúc trước của mình, nó đỏ mặt hổ thẹn, nói lí nhí: "Các cậu cho tớ xin lỗi nha. Cảm ơn các cậu đã cứu tớ. Tớ biết lỗi rồi, tớ sẽ học bay như các cậu. Các cậu dạy cho tớ với nhé." Các bạn chim đồng thanh: "Tất nhiên là được, nhưng mà..." "Nhưng mà làm sao?" Chim nhỏ hỏi. "Cậu phải giảm béo đã, nếu không thì với cái bụng tròn vo, cậu làm sao mà bay?" Cả bọn cùng cười vui vẻ. Một bạn chim tiếp lời: "Bọn tớ đùa thôi, tụi mình cùng tập cho chim nhỏ bay nào." Vậy là chim nhỏ đã bỏ thói quen lười biếng của mình, tập bay cùng với các bạn. Ý nghĩa câu chuyện: tuy các bé còn nhỏ nhưng các bé phải học hành chăm chỉ để có đủ kiến thức và có thể tự lập về sau nhé. Vì bố mẹ không thể nuôi các bé suốt đời được, chúng ta cũng không thể không có bạn bè. Vì thế bé không nên đối xử không tốt với những người bạn của mình, mà hãy cùng nhau học tập những điều thật bổ ích.